À, hôm nay là chúng ta học cái môn thuế. À, trước khi đi vào cái bài học thì các anh chị ghi giùm tôi cái thông tin về giảng viên, tại vì sau này khi mà các anh chị nghe xong đó, các anh chị có những thắc mắc, các anh chị cứ hỏi. Thì hiện nay là có hai cái kênh thông tin để hỏi. Thứ nhất là cái điện thoại, ghi giùm tôi cái điện thoại di động nha. Thứ hai, nếu mà câu hỏi nó dài quá không có gửi qua cái điện thoại được thì cứ gửi qua mail. Đây là cái mail của tôi. Vậy là cái thứ nhất là cái phần thông tin. Cái thứ hai là cái phần những cái thông tin khác, nếu mà sau này các anh chị mà có muốn nghiên cứu thêm sâu hơn á, hoặc là mình có cái nguyện vọng là mình sẽ học sau đại học hoặc mình làm luận văn, thì các anh chị vào các cái trang web của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế và của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để các anh chị tìm. Chương trình học hiện nay thì là cái môn thuế này là nó vừa đào tạo chính quy vừa đào tạo từ xa. Thế ở chính quy thì người ta học tới 14 chương, còn ở cái đào tạo từ xa của mình thì chỉ học có 8 chương thôi. Và cuối mỗi chương như vậy là tôi có cái phần mà tóm tắt các ý quan trọng, thì các anh chị ở cái chương trình đào tạo từ xa các anh chị chú ý dùng cái phần tóm tắt cái quan trọng đó, tại vì khi ra đề thì chúng tôi sẽ ra đề theo cái phần mà tóm tắt cái ý quan trọng, hay là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta theo dõi cái môn học này. Bắt đầu vào môn học thì chúng ta học cái bài đầu tiên, đó là cái tổng quan về thuế. Sẽ có nhiều phần nhưng mà riêng cái đào tạo từ xa thì chúng ta chỉ nghe 5 năm cái mục thôi. Đấy, còn những mục khác thì các anh chị đọc trong tài liệu, tại vì cái thời gian giảng trên cái online này thì nó rất là ngắn, nó chúng tôi sẽ chọn một số những cái điểm quan trọng chúng tôi trình bày, còn những cái điểm không quan trọng thì các anh chị đọc. Cái khái niệm về thuế hiện nay đó thì các anh chị thấy là nó ghi ở ngoài đường, văn hóa thông tin cái bảng ở ngã tư đường đều có ghi hết. Cái thuộc tính căn bản của thuế đó là cái nghĩa vụ bắt buộc. Đây là cái thuộc tính căn bản. Thuế là bắt buộc. Nó khác cái hình thức động viên tài chính khác. Hiện nay nhà nước động viên tài chính có rất nhiều. Ví dụ như là công trái. Đấy. Các anh chị mua trái phiếu. Nhưng cái đó là tự nguyện, không bắt buộc. Nhưng mà riêng thuế là bắt buộc. Thuế cũng là quyền lợi. Tại vì khi nhà nước thu thuế thì nhà nước sẽ hoàn trả lại cho người nộp thuế thông qua các cái dịch vụ công cộng. Gọi là hàng hóa công đó. Ví dụ như là đèn đường chiếu sáng nè, ví dụ như là cầu đường, ví dụ là ghế đá công viên đó, những cái mà phúc lợi công cộng hiện nay mà nhà nước cung cấp thì nhà nước sử dụng từ thuế. Như vậy là cái quyền lợi của người dân là được hưởng là qua qua cái gián tiếp hoàn trả của nhà nước trả lại. Một cái khái niệm thứ ba về thuế đó là cái xử lý vi phạm, tại vì đây là một cái nghĩa vụ bắt buộc, do đó là người nào không có chấp hành thì sẽ bị xử lý vi phạm. Và đối với luật thuế thì cái hành vi vi phạm được xem là chiếm dụng tài sản quốc gia, tội nặng. Vì vậy mà khi mà có dấu hiệu vi phạm về thuế ở mức độ mà cao đó, thì cơ quan thuế sẽ chuyển các cái vi phạm qua cơ quan điều tra để mà người ta sẽ điều tra và chuyển ra tòa án để xét xử. Và như vậy là cái vi phạm về thuế với mức độ cao đó, có thể là sẽ bị ở tù, có nghĩa là theo cái tố tụng hình sự. Như vậy là nói đến thuế thì chú ý của mình nó có ba cái khái niệm căn bản về thuế. Như vậy chức năng của thuế hiện nay thì về kinh tế học thì người ta nói là thuế có cái chức năng là phân phối lại thu nhập, phân phối lại thu nhập, thì vì thuế là đánh trên hàng hóa và cái thu nhập, ví dụ đánh trên tiền lương hoặc là đánh trên cái việc tiêu dùng của người dân. Người có thu nhập cao và có cái tiêu dùng nhiều thì người đó phải nộp thuế nhiều, hay nói khác hơn là người giàu là phải chịu thuế nhiều hơn nếu mà tính về số tuyệt đối. Và cái số tiền thuế nhà nước thu được thì nhà nước sẽ đưa vào chi tiêu công nhà nước. Đây là cái hình để chúng ta thấy rõ được cái thuế. Thuế là cái đường ngang đó. Đây là cái đường mà nó sẽ điều tiết cái thu nhập. Thí dụ như trong xã hội có ông A, có ông B, ông C, ông D, ông E, ông F. Ông A thì thu nhập cao, ông D thì thu nhập thấp. Ông E, ông F là thu nhập vừa phải.
thì thuế là gì? Thuế nó kinh tế học nó gọi là phân phối lại thu nhập lần đầu. Cái hình vẽ trên bảng đó là thu nhập lần đầu. Cái thu nhập của người dân là cái thu nhập mà nó có cái chênh lệch người giàu người nghèo. Đấy. Thế thì thuế là nó là một cái biện pháp để mà phân phối lại thu nhập để tạo được cái sự công bằng xã hội. Và những cái người mà đóng góp nhiều, người đóng góp ít hoặc là người không đóng góp cũng đều hưởng được cái chi tiêu công của nhà nước. Đây là cái hình ảnh mà để mình chúng ta thấy thấy được cái chức năng của thuế là như vậy. Vì vậy kinh tế học là tôi gọi chức năng của thuế là phân phối lại thu nhập lần đầu. Cái hình ảnh trên trên màn hình đó là lần đầu người ta thu nhập như vậy. Nhưng mà sau khi có thuế rồi thì mức độ chênh lệch giàu nghèo nó sẽ giảm bớt đi. Cái chức năng kế tiếp của thuế đó, đó là điều tiết nền kinh tế. Tại vì thuế nó sẽ tác động đến cái tổng cầu. Tại vì thuế nó sẽ làm điều tiết rồi thì cái thu nhập của mình thì giảm bớt đi. Và như vậy là cái chi tiêu của mình nó cũng sẽ có xu hướng làm cho gia đình giảm mức chi tiêu. Và như vậy là cái tổng cầu cũng sẽ giảm đi. Tiền lương cũng vậy. Khi mà người ta đi làm công ăn lương thì luôn luôn là cái cục tiền lương đó nó không được lãnh trọn mà thuế nó sẽ điều tiết bớt. Vì vậy khi mà ký hợp đồng lao động thì thường thường là giữa giới chủ nhân và cái người đi làm thuê luôn luôn là có cái bàn bạc là thuế là ai chịu, người lao động chịu hay là cái chủ chịu. Cái đó hiện nay người nước ngoài khi đến Việt Nam mà người ta lao động đó, thì thường thường người ta sẽ ký cái hợp đồng gọi là hợp đồng lao động không tiền lương là không có thuế, gọi là lương lương nét đó. Tức là lúc đó là người chủ phải 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 đài thọ cái tiền thuế cho cái người đó. Và thuế nó còn tác động đến mua sắm, tại vì là người dân người ta sẽ chú ý đến thuế, và nếu mà thuế nó cao quá thì người ta sẽ mua sắm ít đi. Câu hỏi kế tiếp là chúng ta phải trả lời là có bao nhiêu loại thuế. Người dân hiện nay thì người ta không 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 rành thuế lắm. Qua phản ảnh của báo chí thì người ta nói thuế nhiều, nhưng mà thuế nó chỉ có 8 loại thôi. Cái hệ thống thuế nước nào cũng có nước nhiều có nước ít, nhưng mà tụ trung là người ta sẽ tập trung vào ba cái nhóm. Có đối tượng nộp thuế là nộp trên cái thu nhập của mình, có đối tượng nộp thuế thì nộp trên cái tiêu dùng của mình, mà có được nộp thuế thì nộp trên cái tài sản của mình. Như vậy là có 8 loại thuế, và trong chương trình học trong cái 2 ngày thứ bảy nhật là chúng ta phải đi hết 8 loại thuế này. Do đó là cái chương trình nó rất dài và thời gian rất ngắn, do đó là có một số mục mà chúng tôi không có trình bày. Ngoài cái việc phân loại thuế theo cái đối tượng đó thì người ta còn phân loại thuế theo cái phương thức đánh thuế. Phương thức đánh thuế hiện nay thì nó có đánh vào thu nhập và tài sản thì cái nhóm đó gọi là thuế trực thu. Còn cái thuế mà đánh vào nhóm tiêu dùng gọi là thuế gián thu. Do đó trong cái phần mà kinh tế học hiện nay thì người ta thường thường người ta phát biểu trong các cuộc hội thảo người ta nói thuế trực thu, thuế gián thu, thì các anh chị chú ý đó là người ta đang nói về cái nhóm thuế đánh vào thu nhập và tài sản. Thế còn cái thuế gián thu là cái thuế đánh vào tiêu dùng. Ví dụ các anh chị xài điện thì các anh chị là người tiêu dùng, các anh chị phải trả cái thuế tiêu dùng. Sau đó khi chúng ta nhận cái hóa đơn tiền điện, các anh chị thấy luôn luôn là nó có một cái dòng 10% đó. Mình phải trả. Các anh chị xài điện 300 ngàn, hóa đơn nó ghi 300 ngàn cộng với 10% là 30 ngàn. Các anh chị phải thanh toán là 330. Nếu mà là đo thuế là nó đánh vào tiêu dùng. Hiện nay thì kinh tế học nó đang khảo sát cái hai cái nhóm thuế này để mà nó đi đến một cái khuyến cáo các cái nhà nước là nên tập trung vào cái thuế nào. Vì vậy mà người ta đưa ra là cái ưu điểm và nhược điểm của hai loại thuế này. Cái ưu điểm của thuế gián thu là thu nhanh. Thu nhanh có nghĩa là người người tiêu dùng người ta không không có biết có thuế nằm trong cái giá mà người ta thanh toán, người ta lại không chú ý. Ví dụ một cái lon bia, khi chúng ta uống bia chúng ta trả tiền bia là có cái thuế trong đó. Khi chúng ta trả tiền điện thoại di động thì trong cái điện thoại di động mà chúng ta trả thì chúng ta có khoản thuế, thành ra là thu rất là dễ. Cái người tiêu dùng là người ta đưa tiền thuế cho cái người kinh doanh và cái người kinh doanh đi nộp với nhà nước. Vì vậy mà nó không gây phản ứng tâm lý của người tiêu dùng. Người tiêu dùng không có biết là có thuế trong đó. Trong khi ngược lại, cái nhược điểm của thuế trực thu là nó biểu lộ có nghĩa là người ta biết được. Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân, người ta biết được là trong cái tiền lương bao nhiêu thì thuế sẽ là bao nhiêu. Vì vậy mà nó gây phản ứng tâm lý của người chịu thuế.
khi mà dự thảo một cái loại thuế trực thu mà đưa lên báo chí thì nói chung là người dân người ta phản ánh rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà đưa cái thuế để gián thu lên thì nói chung người dân người ta không không quan tâm lắm. Và cái nhược điểm kế tiếp của cái thuế trực thu nó là nó khó thu. Tại vì người dân người ta thấy nó có số thuế đó, vì vậy mà người ta sẽ tìm cách người ta né tránh đi. Ví dụ như là thu nhập cá nhân, người ta sẽ tìm cách người ta khai giảm cái thu nhập để người ta né được cái bớt đi cái thuế thu nhập cá nhân. Hay là doanh nghiệp khi mà người ta khai thuế thu nhập doanh nghiệp cũng vậy, người ta cũng sẽ giảm bằng cách là khai lỗ hay là khai vừa thôi, chứ không 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 khai phản ánh đúng cái sự thật về cái thu nhập của mình. Vì vậy là cái loại thuế thu nhập là nó khó thu. Về ưu điểm thì thuế trực thu này nó công bằng, còn trong khi thuế gián thu thì nó không không công bằng. Tại sao như vậy? Là tại vì thuế trực thu là nó có phân biệt đối xử. Người giàu nộp thuế nhiều hơn, người nghèo nộp thuế ít hơn. Còn cái thuế gián thu thì nó không phân biệt giàu nghèo. Người uống bia thì là cứ trả tiền bia thôi, và trong cái tiền bia đó thì nó có thuế. Và người ta cũng không 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 cần biết cái người đó giàu hay nghèo uống bia, người ta chỉ biết là mua bia thì phải trả cái số thuế đó đầy đủ thôi. Chính vì vậy mà những người khảo sát người ta nói rằng là cái thuế gián thu không công bằng, trong khi thuế được thu thì nó công bằng. Vì vậy mà hiện nay có một số các cái kinh tế gia đó thì người ta khuyến cáo các cái chính quyền nhà nước đó, thì nên tập trung các loại thuế trực thu nhiều hơn trong cái hệ thống thuế để bảo đảm cái tính chất công bằng. Còn nếu mà thuế gián thu nhiều quá thì cái hệ thống thuế nó không không công bằng. Cái phần lý thuyết tổng cung tổng cầu thì các anh chị đọc đó, chúng tôi không trình bày ở trong lớp. Hiện nay thì trên thế giới thì người ta đã tìm cách là người ta hợp tác với nhau, liên kết với nhau, ta gọi là liên kết kinh tế đó. Thì Việt Nam mình đang nằm trong cái nhóm số 1, đó là Hiệp hội Mậu Dịch Tự do Đông Nam Á, gọi là APTA, Free Trade Association. Thì Hiệp hội Mậu Dịch Tự do là gì? Đó là cái mức độ cao hơn cái Hiệp định Thương mại. Hiệp định Thương mại là chúng ta ký song phương. Ví dụ Hiệp định Thương mại Việt Mỹ là chúng ta Việt Nam với Mỹ thôi. Thế còn cái hiệp định gọi là Mậu Dịch Tự do là chúng ta ký một lúc với 9 nước còn lại. APTA nó gồm có 10 nước. Đây là một hiệp định mang chất đa phương, có tác dụng mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và các nước thành viên. Như vậy là những cái nước nằm trong cái APTA này thì khi chúng ta mua bán xuất nhập khẩu với nhau thì cái thuế suất nó sẽ thấp hơn so với các nước khác. Cái hình thức thứ hai mà nó cao hơn hình thức Mậu Dịch Tự do đó là cái liên minh thuế quan. Liên minh thuế quan, cái hình thức liên minh thuế quan thì nó sẽ đưa đến là gì, là các cái nước thành viên của liên minh sẽ bãi bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu, coi như là giữa các nước với nhau là sẽ không không đánh thuế nhập khẩu. Đấy. Và chúng ta cũng đang nằm trong cái chương trình đó. Chương trình là chúng ta sẽ tiến tới là cái khu vực APTA mình là sẽ lên cái cấp độ là liên minh thuế quan, đó là giữa các nước không không đánh thuế. Cấp độ thứ ba là thị trường chung, thì hiện nay châu Âu đã qua cái giai đoạn này. Thị trường chung là gì? Là nó cao hơn cái liên minh thuế quan, tức là nó xóa bỏ hàng rào thuế quan và xây dựng một hệ thống thuế quan thống nhất đối với các nước ngoài khối. Bây giờ đối với các nước ngoài khối thì sẽ có một cái chính sách chung về thuế quan, chứ không có như hiện nay của ta là khi mua bán với nước này thì thuế suất khác, mua bán với nước kia thuế khác. Và cái cao nhất hiện nay của liên minh kinh tế, liên minh kinh tế đó là hình thức liên kết kinh tế cao nhất hiện nay. Hiện nay thì ở châu Âu này nó đã thực hiện, ở Việt Nam mình hiện nay đang ở cái bước 1 thôi. Như vậy là với cái hình ảnh này các anh chị thấy là cái liên kết kinh tế hiện nay hay là hội nhập kinh tế đó, thì Việt Nam mình đang ở cái mức thấp nhất, trong khi là thế giới đã lên tới cái mức số 4 là liên minh kinh tế. Đấy. Và người ta sẽ có một đồng tiền chung. Như vậy hiện nay là châu Âu đã có một cái đồng tiền người ta gọi là đồng đồng euro đó. Ví dụ các anh chị đi du lịch ở bên châu Âu á, đi Đức, đi Pháp, đi Anh thì cái đổi ra một đồng tiền euro thôi là các tiền có thể sử dụng hết, không phải như trước đây chúng ta phải đổi từng đồng tiền. Và cái hình thức liên kết kinh tế này nó sẽ ảnh hưởng đến thuế. Như vậy các anh chị thấy là ở cấp độ số 1 thì thuế nó sẽ không có đánh trong cái các nước có hiệp hội, nhưng mà đánh ở các nước ngoài ngoài hiệp hội. Nhưng mà khi lên đến liên minh thuế quan thì giữa các nước trong hiệp hiệp hội là không đánh thuế nha, còn các nước ngoài hiệp hội thì đánh thuế một mức chung. Và lên cái thị trường chung là xây dựng một cái mối quan hệ thuế quan ở ngoài khối, và đến cái liên minh kinh tế là xài một đồng tiền chung.
Như vậy là tùy theo hình thức liên kết kinh tế mà thuế nó sẽ thay đổi. Ngoài cái biện pháp kinh tế thì hiện nay nó còn có là cái chính sách ngoại thương, hiện nay cũng phải thay đổi. Trong chính sách ngoại thương này có bốn bốn cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là thuế quan, tức là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đó. Thế thì trước đây khi mà chúng ta chưa hội nhập kinh tế thì chúng ta đánh thuế xuất nhập khẩu, và trong cái hội nhập kinh tế như chúng ta đã biết đó, từ năm 2007 chúng ta gia nhập cái WTO đó. Thì cái tiêu chí của cái WTO là người ta sẽ giảm dần cái thuế xuất khẩu đi. Như vậy là trong cái hội nhập kinh tế sắp tới là cái thuế quan lần lần nó sẽ là không quan trọng nữa, và sẽ tiến tới là 0% là cơ bản. Biện pháp thứ hai của chính sách ngoại thương đó là cái hạn chế số lượng. Tức là khi chúng ta nhập khẩu hay xuất khẩu thì phải xin giấy phép xuất khẩu. Và trong cái thực hiện chính sách ngoại thương của cái thời kỳ hội nhập, chúng ta cũng sẽ giảm bớt cái biện pháp này. Chúng ta dần dần sẽ xóa bỏ cái giấy phép xuất khẩu. Biện pháp thứ ba là biện pháp tài chính tiền tệ phi thuế quan, có nghĩa không phải là thuế nhưng mình vẫn thu, đó là những khoản phí lệ phí. Thì trong cái hội nhập kinh tế quốc tế thì cũng phải bỏ. Như vậy là các cái biện pháp số 1, 2, số 3 là dần dần chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giảm dần đi và tiến tới là sẽ triệt tiêu. Và cái chính sách ngoại thương là từ từ nó sẽ còn cái biện pháp thứ tư thôi. Đó là biện pháp kỹ thuật. Đó là những biện pháp về kiểm soát môi trường. Nên là những hàng hóa nào mà nó vào thị trường Việt Nam mà nó làm ô nhiễm môi trường, nó làm cho cái sức khỏe người dân và bị thiệt hại thì nhà nước sẽ cấm không cho vào. Hay là những cái loại hàng hóa mà nó phá giá có nghĩa là nó bán dưới cái giá của cái hàng hóa Việt Nam, làm cho cái người sản xuất Việt Nam là sẽ bị phá sản đi. Đó thì những cái loại đó thì nhà nước sẽ không không cho nhập khẩu. Như vậy là trước đây, trước khi hội nhập thì chúng ta có bốn biện pháp để thực hiện chính sách ngoại thương. Và trong cái thời kỳ hội nhập hiện nay để tiến tới thì dần dần những cái biện pháp số 1, số 2, số 3 là sẽ giảm dần đi. Hay nói khác đi là cái thuế xuất khẩu dần dần sẽ bị thu hẹp lại. Các cái loại phí lệ phí mà có liên quan đến xuất khẩu cũng lần lần sẽ bị thu hẹp lại. Và nhà nước chỉ chú trọng đến cái biện pháp kỹ thuật. Trên các cái phương tiện thông tin đại chúng sắp tới các anh chị sẽ nghe cái thuật ngữ là biện pháp kỹ thuật. Thì các anh chị hiểu đó là cái biện pháp nhà nước kiểm soát cái hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hay là cái hàng hóa nó vào nó có phá giá cái hàng hóa của Việt Nam hay không. Và trong tương lai thì nhà nước sẽ sửa đổi luật thuế theo các cái hướng sau đây. Vì cái thuế nhập khẩu xuất khẩu nó sẽ giảm đi, như vậy là cái nguồn thu nó sẽ giảm. Vì vậy nhà nước phải tạo một cái nguồn thu khác để mà bù đắp vào cái lỗ hổng của cái thuế xuất khẩu đó. Vì vậy mà các cái loại thuế khác người ta sẽ tăng tăng cái đối tượng chịu thuế lên. Tăng đối tượng chịu thuế. Ví dụ như thuế thu nhập cá nhân trước đây chúng ta chỉ đánh vào tiền lương tiền công và đánh vào cái trúng thưởng số, số thôi. Nhưng hiện nay chúng ta thấy là nó tăng lên nhiều cái thu nhập của cá nhân phải chịu thuế. Ví dụ như là chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn. Chúng ta sẽ có cái bài thu nhập cá nhân để chúng ta tìm hiểu sâu hơn. Cái sửa đổi thứ hai mà nhà nước sẽ đeo theo đó đó là cái thu gọn cái mức thuế suất lại. Những cái loại thuế mà có nhiều thuế suất thì nhà nước sẽ thu gọn lại, không không để quá nhiều. Cái thứ ba là thống nhất nghĩa vụ thuế. Trước đây là khi chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài thì chúng ta có cái quy định là cái thuế của người nước ngoài vào Việt Nam nó sẽ nhỏ thấp hơn cái thuế của người ở Việt Nam. Nhưng mà hiện nay thì đã thống nhất, có nghĩa là người Việt Nam hay người nước ngoài khi kinh doanh sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam thì thực hiện cái nghĩa vụ thuế giống nhau. Cái thứ tư là giảm cái thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp. Xu hướng hiện nay trên thế giới là người ta giảm dần cái mức điều tiết của cái thuế này để tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp phát triển. Và Việt Nam mình cũng đi theo cái hướng như vậy. Trước đây chúng ta quy định là thuế thu nhập doanh nghiệp là 32%, thì sau đó chúng ta đã giảm xuống còn 28%, và từ đầu năm 2009 là chúng ta giảm 25%. Và trong tương lai là theo cái dự kiến của Bộ Tài chính đang trình Chính phủ và Quốc hội đó, thì chúng ta cũng sẽ giảm sẽ còn 20% để cho nó phù hợp với lại cái tiến trình của thế giới hiện nay. Và cái điểm thứ năm để mà sửa đổi cái luật thuế đó
thì nhà nước đang tăng cường cái việc mà đơn giản thủ tục hành chính về thuế và chuyển cái cơ chế là thu thuế trước đây là phải gác cửa thì chuyển sang cái cơ chế là tự khai tự nộp. Như vậy là hải quan hiện nay cũng vậy, hải quan hiện nay là nó đã biến từ cái gác cửa sang là thu thuế hải quan theo cái luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ, và bên cái thuế nội địa cũng vậy, là cái doanh nghiệp là phải theo cái cơ chế là tự khai tự nộp, tự chịu trách nhiệm về cái lời khai của mình, còn cơ quan thuế chỉ là cái người đi thực hiện cái chức năng giám sát thôi. Một cái điểm cuối cùng mà chúng ta khi bắt đầu nghiên cứu các luật thuế đó thì chúng ta chú ý là chúng ta đi học cái gì, học về thuế là học cái gì. Nó có 9 yếu tố, 9 yếu tố. Thì chúng ta không không có học chính hết 9 yếu tố này, nhưng mà ở đây mình muốn giới thiệu chung cho các anh chị biết là khi các anh chị nghiên cứu về luật thuế là các anh chị nghiên cứu cái thứ nhất là cái người nộp thuế là ai. Ai là người nộp thuế đó? Ví dụ như thuế giá trị gia tăng là ai là người nộp? Hai là đối tượng chịu thuế. Thứ ba là trường hợp không chịu thuế. Thứ tư là căn cứ tính thuế. Và thứ năm là thuế suất. Như vậy là chúng ta học là chủ yếu là chúng ta là nghiên cứu kỹ là cái yếu tố số 4, yếu tố số 5, yếu tố số 6. Tại vì hiện nay là cái việc tính thuế người dân người ta không có rành. Thật ra người ta không không có rành là R là bao nhiêu, hay là người ta không có rành là B là bao nhiêu. Thật ra khi gọi thuế thì người ta thấy cái số thuế lớn mà người ta không không có biết là tại sao nó ra số đó. Thì chúng ta học cái môn thuế này là chủ yếu là chúng tôi là tập trung cho các anh chị nắm vững 8 cái luật thuế, và trong 8 luật thuế đó chúng ta đi vào 3 yếu tố thôi. Ví dụ thuế trị tăng thì tính thuế là căn cứ tính là cái gì, và thuế suất cái trị tăng là bao nhiêu, và khi tính thuế là chúng ta tính như nào. Đây là làm sao là chúng ta biết được cái căn bản đó thôi, còn những cái vấn đề khác thì chúng ta đọc trong tài liệu. Như vậy khi tính thuế thì chúng ta chỉ làm một cái bài toán nhân thôi, cái số thuế T sẽ nộp cho nhà nước sẽ bằng R những cái B, R là thuế suất và B là cái căn cứ tính thuế. Thế thì thuế suất hiện nay đó thì chú ý là nó có tới 4 loại thuế suất. Vì vậy mà khi kê khai thuế chúng ta chú ý, có những cái luật thuế người ta quy định cái thuế suất là tỷ lệ cố định. Thế nhưng có những cái loại mà thuế người ta lại quy định không phải là tỷ lệ cố định mà là lũy tiến từ phần. Ví dụ thuế giá trị tăng là tỷ lệ cố định. Ví dụ các anh chị xài điện 300 ngàn thì thuế giá trị tăng 10% thì các anh chị biết đó là 30. Các anh chị xài 400 thì nó cũng 10% là 40. Các anh chị xài 500 thì nó cũng 10% là 50. Nó tỷ lệ nó cố định, nó ở một cái mức này. Thế nhưng có những loại thuế thì nó lại là lũy tiến từng phần. Lũy tiến từng phần là nó tăng dần lên. Ví dụ đây là cái biểu thuế lũy tiến từng phần đây. Lũy tiến từng phần là gì? Là cái thu nhập càng cao thì cái mức thuế nó càng cao lên. Lũy tiến toàn phần là cũng nằm trong cái thuế thu nhập cá nhân đó, nhưng mà toàn phần thì nó lại là có một cái mức, và cái mức đó là nó sẽ giảm trừ đi. Ví dụ như là các anh chị trúng thưởng cái chỗ C đó 10%, các anh chị trúng 50 triệu nhưng mà các anh chị nộp thuế là 50 triệu trừ đi 10 triệu đó, được giảm một cái mức gọi là toàn phần, và sau đó chúng ta chỉ nộp trên 40 triệu nhân 10% là 4 triệu thôi. Thì cái phần này chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở những cái bài kế tiếp. Thế còn thuế nông nghiệp hiện nay thì nó không phải là thuế tỷ lệ mà cũng không phải là thuế từng phần mà nó là thuế tuyệt đối. Đấy. Ví dụ như đất các anh chị là đất hạng một thì một năm anh chị phải nộp là 550 kg lúa trên hecta thôi, hết, không có tỷ lệ hết, không có từng phần toàn phần. Cái thuế suất này ta gọi là thuế suất tuyệt đối, tuyệt đối có nghĩa là nó bằng một con số cụ thể. Đó thì mình giới thiệu tổng quát thôi để các anh chị sẽ nghiên cứu sao ở từng phần thuế khác nhau. Về cái bài hôm nay chúng ta nghe đó thì các chị chú ý dùng mấy cái điểm này để mà chúng ta ôn tập, để khi mà chúng ta làm bài thi đó thì giáo viên sẽ tập trung hỏi những cái điểm này thôi. Thứ nhất là mình phải trả lời cho được là cái hệ thống thuế của Việt Nam mình hiện nay là có bao nhiêu loại thuế, và có thể là người ta sẽ đề nghị mình kể tên tám tám cái loại thuế đó. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mà các anh chị cần quan tâm. Câu hỏi thứ hai, có thể người ta hỏi mình là thuế trực thu là gì, thuế gián thu là gì, và những cái ưu điểm của cái thuế đó như thế nào.
Còn thứ ba là các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương trong cái xu thế hội nhập hiện nay. Như vậy các anh chị thấy là cái biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương nó sẽ thay đổi đấy. Có những cái mà trước hội nhập chúng ta duy trì nhưng mà sau hội nhập chúng ta phải bỏ đi. Ví dụ thuế xuất nhập khẩu, ví dụ như là cái giấy phép xuất nhập khẩu. Câu hỏi thứ tư là cái phương hướng chiến lược cải cách thuế. Đấy thì có 5 năm cái phương hướng như tôi trình bày đó. Tức là để bù đắp đi cái hụt của cái thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm đi đó, thì nó sẽ tăng các cái loại thuế khác. Nhưng mà tăng các loại thuế khác không có tăng thuế xuất, mà chỉ là tăng thêm các cái đối tượng chịu thuế lên. Đây là phương hướng chiến lược cải cách. Thì có những cái nhà nước đã làm rồi, có những cái nhà nước chưa làm. Thì các anh chị sẽ thấy là trong cái tuần tự năm 2011 cho đến 2015, rồi từ 2015 cho đến 2020, thì những cái chiến lược cải cách đó là sẽ được thực hiện được. Và cái câu thứ năm đó là cái yếu tố của luật thuế. Người ta yêu cầu mình phải kể ra là trong một cái luật thuế như vậy đó thì có bao nhiêu yếu tố. Thì khi thi thì là cái môn này là thi là đề mở, do đó các anh chị an tâm, các anh chị phải mở đúng cái chỗ nào thôi, thấy không? Chứ còn nó cũng không có gì khó khăn lắm, nhưng mà mình có cái hướng mình tập trung để mình biết là cái chương này là người ta tập trung để mà người ta trình bày một cái tổng quan về thuế, và cái chương này là nó sẽ có 5 câu. Các anh chị cố gắng, các anh chị đọc đọc các cái 5 câu này trước khi mình đi thi đó. Đây là chương số 1. Ở đây thì nó có một số câu hỏi trắc nghiệm. Trong chương trình thì chúng tôi dự kiến thế này là chúng ta sẽ thi trắc nghiệm, nhưng mà có lẽ là trong tương lai xa thôi. Chứ còn hiện nay thì chúng ta vẫn còn thi theo cái tự luận, có nghĩa là những câu hỏi như là tôi vừa trình bày đó. Mà trong tương lai thì sẽ cố gắng ra những cái ngân hàng đề trắc nghiệm. Thì các chị làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm này để những năm sau là chúng ta sẽ bắt đầu thi bằng cái trắc nghiệm. Ví dụ câu hỏi người ta hỏi là câu thứ nhất đó. Thuế tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước bởi vì ABCD. Thì các chị chọn cái câu nào đúng. ABCD. Anh chị có đúng là câu nào? Nãy giờ mình trình bày mình nghe vậy, nhưng bây giờ cuối cùng nó là câu đúng là câu nào? Thuế thể hiện ý chí của nhà nước. Thuế đóng vai trò điều tiết vĩ mô. Thuế là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Như vậy là câu đúng là câu D ha, bởi vì ba ba cái ý đó là đúng hết. Câu thứ hai, thuế là khoản thu mang tính bắt buộc, thuế là khoản thu mang tính duy nhất, thuế là khoản thu thứ yếu. D là ABC sai. Vậy câu đúng là câu nào? B, khoản thu duy nhất là sai, tại vì thuế không phải là thu duy nhất, tại vì trong cái thu ngân sách nhà nước nó có những cái khoản thuế, những khoản phí lệ phí và những cái khoản vay, thấy không? Là ra câu B không đúng. C là khoản thu thứ yếu là cũng không đúng. Đúng không? Như vậy là còn chỉ lại là câu A thôi. Thuế là khoản thu mang tính bắt buộc, cái khái niệm của thuế là bắt buộc. Câu thứ ba, nhà nước thu thuế để làm gì? Để chứng tỏ quyền lực, để phục vụ cho hoạt động chi tiêu công, để phục vụ cho hoạt động từ thiện. ABC đều đúng. Nghe câu nào đúng? Thuế không phải là để chứng tỏ quyền lực, nhá. Thu thuế cũng không phải để là lấy cái tiền đó để hoạt động từ thiện. Như vậy câu đúng là câu B, phục vụ cho chi tiêu công. Đấy. Như vậy là những cái bài giảng mà mình nghe đó thì có thể là người ta sẽ cô đọng lại thành những cái câu hỏi trắc nghiệm, và những câu hỏi trắc nghiệm là sẽ giúp cho các anh chị kiểm tra lại cái hiểu bài học của mình. Thế trong tương lai
À, những năm sau thì nhà trường sẽ cố gắng thành lập một cái ngân hàng đề và cứ căn cứ vào cái đề trắc nghiệm này cho các anh chị. Thì có thể là cho khoảng 50 câu, 60 câu vậy đó. Các anh chị vào, các anh chị cứ là chọn ABC là các anh chị thi thôi. Ví dụ câu số 4, đặc trưng của thuế là gì? Đặc trưng của thuế là tính bắt buộc, hoàn trả trực tiếp, sử dụng trong mục tiêu công cộng. Đấy. Thuế là nó không hoàn trả trực tiếp. Ví dụ các anh chị nộp 10 triệu, cái ông láng giềng nộp 20 triệu. Thì hoàn trả trực tiếp thì không đúng. Tại vì cái công trình công cộng là mọi người được hưởng ngang nhau. Thành ra là nó không phải hoàn trả trực tiếp. Đúng. Tính bắt buộc, A là đúng. Sử dụng mục tiêu công, C là đúng. Về câu đúng là câu D. Đúng. A và C là đúng. Câu số 5, thuế gián thu bao gồm các loại thuế nào? Gián thu là thuế đánh vào tiêu dùng. Nó không đánh vào thu nhập mà nó cũng không đánh vào tài sản. Như vậy là câu đúng là câu C. Thuế gián thu là thuế thu nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu đặc biệt. Còn cái nào mà nó dính tới thu nhập là nó không phải là thuế gián thu. Câu thứ 6, nộp thuế là bắt buộc của nhà nước, là nghĩa vụ công dân, là hành động tùy thuộc vào tự giác của người nộp. Thuế là không có tự giác nha, thuế là bắt buộc và đó là nghĩa vụ. Vậy câu đúng là câu D, là A B là đúng. Đấy, anh chị làm quen với cách thức này để sau này năm nay thì chưa chưa có triển khai cái thi môn thuế là trắc nghiệm, nhưng mà trong những năm sau thì nhà trường theo chủ trương là thi trắc nghiệm các môn thuế. Ở đây chúng ta chú ý dùm là có những cái khoản mà nhà nước nộp cho cơ quan thuế nhưng không gọi tên là thuế, mà gọi là phí hoặc là lệ phí. Vì vậy là trong dân người ta thường thường người ta nói thuế nhiều là người ta lẫn lộn giữa các cái khoản thuế và những cái khoản phí lệ phí. Phí là thu hồi một cái chi phí khi mà cung cấp một cái dịch vụ công. Đấy. Phí là như vậy. Ví dụ các anh chị đi vô bệnh viện, các anh chị nằm bệnh viện để người ta khám chữa bệnh, thu một cái khoản tiền, tiền đó gọi là viện phí. Nó là phí thôi chứ nó không phải là thuế. Hay các anh chị đi học, các anh chị nộp tiền thì đó là học phí, nó không phải là thuế, tại vì người ta cung cấp dịch vụ cho mình. Thì vậy phí câu đúng là câu A, đó là khi người ta cung cấp thì người ta phải 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 thu tiền để người ta thu hồi lại cái chi phí đầu tư của người ta. Còn lệ phí, câu số 8, lệ phí. Lệ phí nó khác phí. Lệ phí thì nó không nhằm thu hồi chi phí đầu tư mà nó gắn liền với việc cung cấp một cái dịch vụ hành chính của nhà nước. Ví dụ các anh chị đến phường xã, các anh chị sao y một cái bản chánh, một cái hộ khẩu hay là một cái chứng minh nhân dân. Thì như vậy là cái cơ quan của nhà nước đó, người ta cung cấp trực tiếp cái dịch vụ người ta sao y. À, lệ phí, đó là lệ phí. Lệ phí chứng thư, lệ phí hành chính. Ví dụ như là mình đi kiểm định xe, nộp lệ phí. Là tại vì cái cơ quan đó người ta cung cấp một cái dịch vụ hành chính, người ta kiểm định cái xe của mình, là mình phải đóng tiền. Câu số 9, vai trò của thuế là gì? Công cụ thứ yếu huy động nguồn lực vật chất, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, công cụ thực hiện công bằng xã hội trong doanh thu. Công bằng xã hội thôi chứ còn trong doanh thu là không có, không. Tại vì thuế là nó không phải chỉ là đánh vào những doanh nghiệp đâu, mà nó đánh vào những cá nhân có thu nhập. Như vậy là câu C sai. Câu A là công cụ thứ yếu cũng sai. Chỉ còn câu B đúng thôi, công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế. Câu số 10, vai trò của thuế. Vai trò của thuế là một công cụ để mà huy động nguồn lực vật chất, công cụ thực hiện kiểm tra kiểm soát, công cụ điều hòa thu nhập.
Thì chúng ta thấy rằng là ba cái công cụ này đều đúng hết. Vậy cái câu 10 câu đúng là câu D. Câu 11, phân loại thuế căn cứ vào phương thức đánh thuế thì câu nào đúng? Phương thức đánh thuế là gì? Là đánh thuế trực thu hay là đánh thuế gián thu? Đó gọi là phương thức đánh thuế. Đánh gián tiếp hay đánh trực tiếp? Vậy, như vậy là câu đúng là câu A. Khi mà phân loại thuế theo phương thức đánh thuế là câu đúng là câu A. Thế còn cái phân loại mà không theo phương thức đánh thuế, gọi là phân loại theo cơ sở đánh thuế. Vậy. Thì câu đúng là câu B. Cơ sở thuế là gì? Cơ sở đánh trên thu nhập, cơ sở đánh trên tiêu dùng, cơ sở đánh trên tài sản. Như vậy là có những loại thuế đánh vào thu nhập, có những loại thuế đánh vào tiêu dùng và có những loại thuế đánh vào tài sản. Do đó là khi người ta hỏi phân loại thuế theo cơ sở đánh thuế thì chọn câu đúng là câu B. Nhưng mà người ta hỏi là phân loại thuế theo phương thức đánh thuế thì câu đúng là câu A là thuế trực thu. Và hiện nay thì cái thu thuế hiện nay đó thì nhà nước giao cho địa phương thu. Nhưng mà có những loại thuế địa phương hưởng và có những địa phương là trung ương hưởng. Thì đó là nó còn một cái loại phân loại thứ ba là căn cứ vào phân cấp. Phân cấp nghĩa là trung ương hưởng cái gì, địa phương hưởng cái gì. Vậy là thuế thu vào hiện nay đó thì kho bạc họ sẽ điều tiết. Cái người nộp thuế thì vẫn nộp nhưng mà đến kho bạc người ta sẽ chia ra. Cái loại thuế nào là trung ương hưởng và loại thuế nào là địa phương hưởng. Câu 14 là thuế có vai trò tạo lập nguồn thu chủ yếu. Ở đây chúng ta thấy rằng là thuế có cái vai trò là không có tính hoàn trả trực tiếp. Đấy, nha. Thuế có phạm vi điều tiết rộng. Như vậy là cái câu C là tính hoàn trả trực tiếp là sai. Nha. Như vậy có đúng là câu D, tức là thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc. Và câu 15, thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì là thuế có tính hoàn trả trực tiếp, thuế có phạm vi điều tiết rộng và thuế điều tiết vào thu nhập của các thuế kinh tế. Vậy câu đúng của câu 15 là câu D nhé, câu D đúng. Thế thì có cái 15 cái câu hỏi về trắc nghiệm thì các anh chị làm quen. Hiện nay chúng ta là chưa chưa thi trắc nghiệm, chúng ta vẫn thi theo tự luận, có nghĩa là các anh chị sau khi nghe một cái bài nào đó thì các anh chị xem cái phần ôn tập là cái phần tóm tắt ý quan trọng đó. Các anh chị tập trung cái phần đó thôi. Thì vậy là chương 1 là chúng ta đã xong cái chương 1.